Làm người suy nghĩ nhiều để làm gì? Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ lâu thì mệt mỏi. Suy nghĩ vẩn vơ rồi lo lắng mông lung. Chi bằng tìm chút việc để làm. Chúng ta chỉ có một cuộc đời này, kết thúc rồi thì không thể quay lại, mất đi rồi thì chẳng thể tìm về. Thời gian của mỗi người rất ngắn, cuộc sống đáng giá hơn tiền của, quý trọng hơn vàng bạc. Vậy nên đừng lãng phí. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Những người bạn quan tâm hay người quan tâm bạn cũng chỉ là mối nhân duyên ở kiếp này, qua rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Vậy suy nghĩ nhiều để làm gì? Mệt rồi thì nghỉ ngơi, thấy phiền thì thư giãn. Đời người việc bất như ý luôn luôn có. Trong cuộc sống, kẻ nhìn bạn không thuận mắt cũng rất nhiều. Đừng quan tâm đến những lời đồn thổi, nhìn nhẹ nhàng những trắc trở gặp ghềnh, biến sự đả kích thành động lực, xem thất bại như bài học, rồi tiếp tục đi con đường của mình, làm công việc của mình. Người biết đau không chỉ có mình bạn, ai cũng phải vừa trị thương vừa kiên cường, vừa trải nghiệm vừa trưởng thành. Cuộc sống dù mệt mỏi cũng phải đối diện, ngày tháng dù vất vả cũng phải đi qua. Nên nhớ, trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng. Hạnh phúc là khi biết trở về, từ hun hút mộng nẻo sơn khê, từ trong tâm tối bao mờ mịt, chợt ánh dương bừng soi bến mê. Hạnh phúc là khi biết được người, đôi bàn tay nhỏ biết buông lơi, những ngọn gió trần thôi vướng bận, mặt nắng mưa qua giữa cuộc đời. Xưa là hạnh phúc bên kia núi, là cỏ bên đồi ngang ngát xanh. Ngày nay chưa sống mơ ngày tới, thực tại vùi quên rất đoạn đành. Hạnh phúc giờ đây buổi sớm mai, mỉm cười nhận diện lá hoa phai. Mùa thu đã đến trong thầm lặng, bên những dòng xe nối miệt mài. Thanh thản là khi tóc đổi màu, hiểu ngày sắp tới sẽ về đâu. Biết trăm năm hẹn cùng sương khói, vạn sự trôi về nơi bể dâu. Hạnh phúc là khi giữa đổi thay, lắng yên trọn vẹn phút giây này, ngắm bình minh đến hoàng hôn lại, thả hết ưu phiền theo gió bay. Chúng ta không được sinh ra trong quyền quý, nên tất cả phải dựa vào nỗ lực tự thân. Hãy dặn mình đừng bao giờ bỏ cuộc, vì tương lai phía trước còn rất dài. Chúng ta không có trái tim sắt đá hay kim cương, lúc mịt mù cũng sẽ lo sợ, khi đau lòng cũng muốn khóc than. Nên nhớ chăm sóc mình tốt một chút, vì khi biết trân trọng mình thì người khác mới trân trọng bạn. Biết cách thương lấy mình thì mới có thể thương yêu người khác. Chúng ta không phải người ăn nói điêu luyện, nên gặp ai hiểu thì không cần giải thích, kẻ không hiểu thì giải thích cũng chẳng để làm gì. Cứ thẳng thắn làm người, không thẹn với trời đất và lương tâm là được. Thời gian lâu ngày sẽ soi tỏ lòng người. Bất kể là loại tình cảm nào, chỉ cần mình chân thành sẽ gặp người sâu sắc, chỉ cần mình hết lòng sẽ có người cảm nhận được. Cuộc sống có rất nhiều việc không thể dự đoán trước, có nhiều đáp án không cần giải thích thêm. Nếu thấy vui
thì tiếp tục. Dù mưa hay gió, hãy cứ kiên trì. Đường dưới chân là tự mình đi, khổ trước mắt phải tự mình trải nghiệm, niềm đau trong lòng cũng tự mình chịu lấy. Đừng bao giờ ỷ lại vào bất kỳ ai, cũng không cần chờ đợi gì ở người khác. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình. Ai tốt đẹp cũng không bằng bản thân mình tốt đẹp. Cho nên dù làm gì cũng nhớ chú ý hoàn thiện lấy chính mình. Bạn sống trong thế giới nào sẽ gặp được những người tương ứng của thế giới đó. Bạn kết giao với hạng người nào, tính cách tự nhiên cũng theo đó mà biến chuyển. Tùy theo độ cao nơi mình đứng mà chúng ta nhìn thấy những quang cảnh khác nhau. Có tấm lòng rộng mở thì bầu trời tự nhiên sẽ thoáng đạt. Rất nhiều khi chưa gặp được người mình kỳ vọng là do bản thân chưa chuẩn bị đủ, chưa hoàn thành được những giá trị tương xứng. Cho nên cứ hoàn thiện mình trước, mọi thứ tự nhiên sẽ đến. Đời quá ngắn, thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận bâng quơ. Ta cười bỗng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ. Tâm ta bị nặng xuống và khổ đau tìm tới với ta thường là vì ta thấy ai cũng xấu, cũng đáng nghi. Nhưng ta quên đi một điều hết sức quan trọng trong đời sống, rằng ta nghĩ xấu cho ai là tâm ta xấu trước, ta nghĩ tốt cho ai là tâm ta tốt trước. Ta chỉ có hạnh phúc và thoải mái, đầy nghị lực để sống khi ta nghĩ được rằng mọi người chung quanh ta không ai xấu cả. Nếu có chăng, chỉ có cái tâm ta xấu khi nó đang nghĩ xấu về một người khác, và ta biết rất rõ rằng người kia xấu vì họ chưa có đủ điều kiện để biểu hiện cái tốt của họ ra đó thôi. Ta hãy thực tập nhìn vào những cái tốt của người để tâm ta có nhiều cơ hội đi lên. Ta thử thực tập một ngày, một tháng hay một năm đừng thấy ai xấu cả, thử xem tâm ta có nhẹ nhõm và thanh thoát hay không. Ta hãy phát tâm là một đốm lửa nhỏ giữa mùa đông, hay một giọt nước nhỏ giữa mùa hạ, để tâm ta có mặt trong tâm mọi người. Xa hơn thế, nếu không nhìn được cái tốt của người khác, thì ta nên tập nhìn mọi người với cái nhìn như thị, nghĩa là với cái nhìn như thể, như thế. Ánh nhìn càng đơn giản thì tâm thái ta càng trở nên trong sáng, nhẹ nhàng. Điều này thoạt nghe đơn giản, nhưng để có cái nhìn như thế lại không hề giản đơn. Xin sự sống cho tôi lần cơ hội để tâm tình mở lối, biết khoan dung, nhìn nhận thế không vội vàng kết tội, hiểu và thương, mong trải đến vô cùng. Đừng đợi chờ hạnh phúc. Nếu chỉ ngồi chờ hạnh phúc đến với mình thì có lẽ bạn sẽ phải chờ đợi suốt đời. Vậy nên hãy chủ động tạo nên hạnh phúc bằng những cách gợi ý sau đây. 1. Khi có những ý nghĩ và nỗi buồn, hãy xua chúng ra khỏi đầu và nhớ rằng có những hoàn cảnh bạn không có đủ sức để thay đổi. Vậy cách tốt nhất là bình tĩnh suy xét mọi việc. 2. Hãy quen với việc cảm thấy mình hạnh phúc và biến điều đó thành một trong những bài tập thực hành chủ yếu của bạn. Hãy thường xuyên cười với bản thân và những người khác, và hãy để cho mọi người hiểu rằng bạn là người hạnh phúc. 3. Cố gắng làm những người xung quanh hạnh phúc. Khi bạn thấy một người nào đó gặp nạn, hãy đề nghị được giúp đỡ họ, dù việc bạn làm có thể là rất nhỏ. Ví dụ như chỉ đường cho một khách du lịch để anh ta nhanh chóng đến được nơi muốn đến. Niềm vui của người được bạn giúp đỡ chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy vui hơn. 4. Đừng quên những người đã làm cho cuộc đời bạn sáng sủa hơn
bớt khổ hơn. Hãy chủ động dành nhiều thời gian cho những người đó. 5. Cố gắng bớt chỉ trích hành động của người khác sẽ giúp bạn tránh được nhiều cảm giác tiêu cực. 6. Hạn chế tối đa sự ganh tị vì nó có thể làm hại cả cuộc đời bạn. Nhiều người cảm thấy mình bất hạnh mà không hề nhận ra rằng những kỳ vọng của họ hoàn toàn không thực tế và hạnh phúc là một khái niệm tương đối. 7. Đừng cố gắng để ngay lập tức thành người hoàn toàn hạnh phúc. Bạn nên vui mừng với những việc nhỏ hơn là chờ đợi một điều gì đó thật to lớn. Ai càng hướng đến vị tha, càng nghe an lạc nở hoa trong lòng. Ai càng vị kỷ đèo bồng, bất an phiền não lòng vòng khổ đau. Lắng lòng mà nhận thức sâu, tĩnh lặng giữa đôi bờ. Có được thì có mất, có buồn ắt có vui, cả hai đều chẳng thật, không hân hoan ngậm ngùi. Dứt mưa thì tới nắng, hết trắng rồi đến đen. Dáng ai ngồi lẳng lặng, nhìn mây trôi êm đềm. Hôm nào vừa hội ngộ, sáng nay chia đôi đường. Thoáng gặp rồi ly biệt, xót xa vì tơ vương. Có yêu thì có phụ, nốt thăng bàn nốt trầm. Bấp bênh đời như thị, trách ai mình khổ tâm. Hôm nay rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua, và ngày mai cũng thế, lùi quá khứ nhạt nhòa. Biết hai từ chấp nhận là biết sống tùy duyên. Kiếp nhân hoàn lận đận, chấp mê làm đảo điên. Qua phố lòng tĩnh lặng, ngắm dòng đời biến thiên. Biết trăm năm là mộng, chuốc chi thêm ưu phiền. Học chấp nhận. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát. Nếu bản thân có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người thân thiện và nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng nếu khi bị thất bại. Hãy để cho quá khứ đi qua. Hãy tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải gợi lên những ký ức không vui và lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Chỉ cần thiền tập vài phút mỗi ngày thôi thì cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn rồi. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Đừng đợi già mới ngộ ra điều khiến mình hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Đến nơi đâu mới tìm được hạnh phúc? Con người vẫn luôn mong muốn tìm đến được bến bờ hạnh phúc, nhưng lại không hiểu rằng hạnh phúc có trong những điều rất giản dị. Bạn có bao giờ ngồi một mình thinh lặng và suy nghĩ về những câu hỏi như: bạn là ai? Tại sao bạn có mặt trên cõi đời này? Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn? Câu trả lời tùy thuộc vào mục đích sống của bạn là gì. Nếu mục đích sống của bạn là sự giàu có thì tiền bạc là quan trọng nhất. Nếu đó là có được một địa vị cao trong cuộc sống thì sự thăng tiến trong sự nghiệp là điều quan trọng nhất. Còn nếu đó là hạnh phúc thì gia đình và tình yêu và đời sống tâm linh là quan trọng nhất. Người hạnh phúc
là người biết mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi con người chính là sống làm sao cho mình được hạnh phúc, và để làm được điều đó thì cần phải mang hạnh phúc đến cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và cũng đừng quên mang hạnh phúc đến cho chính mình bằng những thú vui giải trí cùng mọi người xung quanh nhiều hơn. Cuộc sống luôn đa dạng và phong phú, hãy luôn quan tâm đến tất cả những điều đó. Khi bạn đau ốm, có người tận tình chăm sóc cho, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn lạnh, có người ôm bạn, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn khóc, có người an ủi bạn, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn già, có người bầu bạn cùng, cũng là hạnh phúc. Khi bạn sai, có người bao dung, tha thứ cho bạn, cái này là hạnh phúc. Khi bạn vất vả, có người thương xót, đây cũng chính là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là quanh bạn có bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người bên cạnh bạn. Hạnh phúc không phải là bạn lái những chiếc xe sang trọng, mà là bạn lái xe về đến nhà bình an. Hạnh phúc không phải là bạn tích trữ được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày thể xác và tâm hồn được tự do, được làm những việc mình yêu thích. Hạnh phúc không phải là chồng, vợ của bạn thành công, xinh đẹp ra sao, mà là chồng, vợ của bạn luôn có thể nở nụ cười rạng rỡ. Hạnh phúc không phải là được ăn ngon, mặc đẹp, mà là không có bệnh, không có tai ương. Hạnh phúc không phải là lúc bạn thành công được tung hô nhiệt liệt, mà là lúc bạn sa cơ vẫn có người nói: "Bạn tôi à, cố lên." Hạnh phúc không phải là bạn nghe qua bao nhiêu lời ngon ngọt, mà là khi bạn bi thương rơi lệ, có người nói với bạn rằng: "Không sao đâu mà, đã có tôi ở đây." Và hạnh phúc là khi còn có cha mẹ bên đời. Tặng người một ánh hồng dương, cho hồn mở ngõ yêu thương đến cùng. Một ngày trong cõi tạm dung, vạn điều độ lượng, sống chung trọn lành. Còn chưa thật đau đớn là còn khó buông tay. Con người ta khi phải buông bỏ thứ gì đó thì luôn cảm thấy phiền não, dây dứt không yên. Con người dù muốn buông tay nhưng lại không thể hạ quyết tâm mạnh mẽ. Vậy phải làm sao? Mời bạn đọc câu chuyện sau và cùng chiêm nghiệm nhé. Có một người đàn ông với vẻ mặt khổ sở hỏi một vị hòa thượng: "Thưa thầy, tại sao có một số thứ và một số người con không thể buông bỏ được?" Vị hòa thượng nói: "Không có gì là không thể buông bỏ được." Người đàn ông kia lại nói: "Thưa thầy, tại sao có những thứ và có những người mà con hết lần này đến lần khác đều không buông bỏ được?" Vị hòa thượng liền bảo người đàn ông kia cầm cái chén lên, rồi ngài rót nước trà vào chén. Hòa thượng rót đến tận lúc nước trà trong chén trào ra ngoài. Người đàn ông kia lập tức thấy nóng tay, không chịu được, liền đặt chén trà xuống. Lúc này, vị hòa thượng lại nói: "Trên đời không có gì là không buông bỏ được. Chỉ cần ngươi cảm thấy bị đau, ngươi sẽ tự bỏ xuống được thôi." Quả thật, khi chúng ta đã có công danh thì liền thấy khó buông bỏ được công danh. Khi chúng ta có tiền tài thì liền thấy khó buông bỏ được tiền tài. Khi chúng ta đã có tình yêu thì liền thấy khó buông bỏ được tình yêu. Khi chúng ta đã có sự nghiệp thì liền thấy khó buông bỏ được sự nghiệp. Tất cả những điều này khiến chúng ta không buông bỏ được là bởi vì trong lòng chúng ta còn có suy nghĩ và mộng tưởng, mong tưởng về chúng, còn bị chúng hấp dẫn.
hay là bởi vì hành vi của đối phương còn chưa động chạm đến ranh giới của sự chịu đựng của ta. Nói chung là vì chúng còn chưa khiến bản thân chúng ta bị đau nhức đến mức phải buông bỏ. Ví dụ như ta khó buông bỏ được tình yêu là bởi vì trong lòng chúng ta còn có hy vọng và mong đợi rằng trong tương lai sẽ có cải biến. Trong lòng vẫn còn bị tham dục cản trở. Những người thiếu quyết đoán thường nghĩ trước nghĩ sau, nên nắm giữ cũng chậm mà buông bỏ cũng chậm. Nếu người đó trải qua một lần biến cố to lớn hay khi cận kề cái chết sẽ có thể khiến họ thay đổi. Khi chúng ta đối với một thứ hay một người nào đó mà có cách suy nghĩ nhìn nhận thông thoáng hơn, xem nhẹ hơn, thì việc buông bỏ cũng dễ dàng hơn. Chúng ta sở dĩ bị rơi vào đau khổ là bởi vì trong lòng có nhiều dục vọng. Mỗi ngày chúng ta đều phải suy nghĩ về những thứ dục vọng ấy, đương nhiên là sẽ thấy rất mệt. Điều này cũng giống như mua sắm đồ đạc cho một căn nhà mới vậy. Ban đầu, để thỏa mãn nhu cầu hay sở thích, chúng ta mua thật nhiều thứ. Nhiều năm sau này, chúng ta phát hiện ra ngôi nhà đã chứa quá nhiều thứ, có cả những thứ không bao giờ dùng đến. Lúc đó, chúng ta nghĩ rằng sẽ bỏ đi một vài thứ nào đó, nhưng biết bỏ thứ nào đây? Cái gì ta cũng thấy có ý nghĩa, cũng lưu dấu kỷ niệm, thế nên chẳng đành vứt bỏ đi thứ gì. Rốt cuộc lại lưu giữ lại tất cả, đành phải chấp nhận sinh sống trong một không gian nhỏ hẹp, bức bối. Nhưng nếu như có một ngày nào đó căn nhà của chúng ta bị mưa dột, khiến những thứ đó bị ướt hoặc bị rách nát, thì chúng ta lại dễ dàng vứt bỏ chúng ngay. Điều này chính là khi thật sự đau đớn, ta sẽ tự nhiên buông bỏ. Trong cuộc đời có rất nhiều thứ chúng ta nên buông bỏ, vì nếu cứ lưu luyến thì chúng sẽ trở thành một loại ràng buộc. Hãy dũng cảm buông bỏ để được tự do tự tại, đạt đến giải thoát an vui. Phút nào tỉnh thức em ngồi lại, nhìn ra thế giới nghĩ về mình. Thấy chăng một thứ chi thường tại, chập chờn mộng thực kiếp nhân sinh. Để sống vui từng ngày. Đời người nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không thật ngắn. Được sống một ngày chính là có phúc. Hãy trân quý từng phút giây, bởi thời gian một khi trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Làm người không cần thiết tự cho mình là đúng. Trái đất một khi chuyển động thì ai ai cũng phải chuyển động theo. Từ xưa đến nay, người làm càn đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên dù có khả năng cũng nhất định phải bảo trì sự khiêm tốn đúng mực. Làm thật tốt công việc của mình, nếu là vàng thì tất sẽ lấp lánh ánh quang. Phiền não cũng đừng quên nở nụ cười. Gấp gáp cũng nhất định phải chú ý ngữ khí. Gian khổ cũng đừng quên kiên trì nhẫn nại. Mệt mỏi cũng không được quên phải yêu lấy bản thân mình. Cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc nhất. Làm người biết đủ thường vui, rộng lượng tha thứ. Sự tình gì cũng không thể nghĩ quá phức tạp. Tâm mang nặng nhiều thứ ắt sẽ mệt mỏi. Đối với trí nhớ cần định kỳ xóa bỏ, đem những người và sự tình không thoải mái trong lòng xóa cho sạch hết. Con người có thể sống được một ngày chính là đã có phúc một ngày, cần quý trọng. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để bản thân mình phải ân hận tiếc nuối. Mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây. Buồn cũng hết một ngày, mà vui cũng hết một ngày. Không để tâm vào những chuyện vụn vặt, thân tâm đều không thoải mái. Có một số việc
Nếu biết nhẹ nhàng buông xuống, ta sẽ thấy thoải mái. Có một số người nhớ kỹ, nhớ sâu, chưa hẳn đã là hạnh phúc. Có chút đau khổ, xem nhẹ chúng, rốt cuộc cũng chỉ là giúp ta tôi luyện. Đường đời nhấp nhô, rèn luyện cho bản thân một phần ôn hòa. Mưa gió cuộc đời giúp bản thân giữ được nụ cười tươi. Cuộc sống chính là thông cảm cùng thấu hiểu, mang vui vẻ đặt ở trong lòng, lặng lặng hòa tan, chậm rãi khuếch tán. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có kết quả. Quá khứ không thể tìm lại, mà nếu có thể trở lại thì nhất định không còn hoàn mỹ. Những thứ thuộc về người khác, bạn không cần hâm mộ, vì chỉ cần cố gắng bạn cũng sẽ đạt được. Những thứ mình có, bạn không cần khoe khoang, vì những thứ đó người khác nỗ lực cũng có thể đạt được. Thêm một chút vui vẻ, bớt một chút ưu phiền. Bất luận giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, tri thức nông hay sâu, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ mỉm cười, mệt mỏi coi như không, thì chính là sống đời của thánh nhân, thông dong tự tại. Như mây trời phiêu lãng, cảm xúc đến rồi đi. Em không là cảm xúc, cớ sao lòng lâm ly. Khi buồn như giọt nắng mong manh rơi cuối chiều, buồn đến đi rất vội, sao mang hồn cô liêu. Trong mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng, nhẫn trở thành nhẫn nại. Nhẫn chính là sự tu dưỡng đạo đức và tu dưỡng phẩm hạnh. Nhẫn không đồng nghĩa với việc bị người ta chà đạp. Nhẫn là để tự cảnh tỉnh bản thân, không nóng giận để rồi làm những việc sai trái. Tức giận không những hại sức khỏe, tổn thương tinh thần, mà còn đánh mất đi giá trị đích thực trong con người bạn. 3. Thiền. Thiền chính là cách để bản thân thanh thản và tĩnh lặng nhất. Thiền gắn liền với sự tĩnh tâm, do đó không nhất thiết phải ngồi khoanh chân mới gọi là thiền. Tĩnh tâm là không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi gặp bế tắc trong cuộc sống, bạn có nói nhiều, than vãn nhiều cũng chẳng thể khiến sự việc tốt hơn. Thay vào đó, đôi khi nên im lặng, nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn, để tự mình điều chỉnh tâm thái của mình. Cũng có khi người nói nhiều quá sẽ đánh mất vẻ đẹp của sự yên lặng. 4. Nhẹ. Càng xem nhẹ mọi điều mọi việc, tâm ta càng thanh tịnh, càng ngập tràn hạnh phúc. Danh lợi, vật chất đều chỉ là phù du, chẳng thể mang theo khi lìa xa cõi đời. Mọi buồn tủi giận hờn sớm muộn rồi cũng qua đi, chỉ còn ta với ta. Vậy sao không xem nhẹ mọi thứ, học cách buông bỏ để mọi phiền não bị thổi bay nhanh chóng? Có đôi khi niềm hạnh phúc giữ tâm hồn ta dịu dàng, và lắm khi lòng nhẫn nhục giúp đời ta được bình an. Có khi gặp nhiều nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ kiên cường, đối diện muộn phiền bất hạnh, khiến lòng thêm lớn hiểu thương. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Trước khi nổi giận bất bình, ngồi nghe hơi thở lặng nhìn tự tâm. Trước khi cầu nguyện âm thầm, nhủ lòng dung thứ lỗi lầm tha nhân. Trước khi giọt nước mắt lăn, biết dừng chân kẻo ăn năn muộn màng. Trước khi tính chuyện đá vàng,
mua dây về tự buộc ràng xem sao. Trước khi nói chuyện trời cao, xem đi dưới đất bước nào chông chênh. Trước khi ước vọng nhìn lên, một lần ngó xuống có thêm thương đời. Trước khi mua sắm đua đòi, phải chăng cám dỗ gọi mời rủ rê? Trước khi hẹn ước nguyện thề, vẫn lòng xem có vẹn bề trước sau. Trước khi muốn bỏ cuộc mau, nhớ tâm nhiệt huyết buổi đầu dấn thân. Trước khi từ biệt dương trần, sống cho đi thể tri ân cuộc đời. Trước khi muốn thấy ai cười, đầu tiên hàm tiếu trên môi nở chào. Trước khi muốn nếm ngọt ngào, tình thương dâng hiến gửi trao thật thà. Trước khi muốn thoát ta bà, nhớ chân thành niệm Di Đà nhất tâm. Cuộc sống nhìn từ một đôi giày. Một đôi giày ở công xưởng chỉ tầm mấy chục ngàn, ra thị trường có thể vài trăm, thậm chí lên đến vài triệu tùy theo cửa hàng bán. Cho nên nói, vị trí đứng nhiều khi rất quan trọng. Một đôi giày khi đi vừa chân hợp ý thì người dùng mới mua. Cho nên nói, sự kết nối cảm thông luôn rất quan trọng. Một đôi giày thiếu một chiếc thì coi như vứt đi. Cho nên nói, người đồng hành luôn rất quan trọng. Một đôi giày nếu kiểu dáng cũ kỹ, đa số là rẻ tiền. Cho nên nói, bổ sung tri thức mới luôn rất quan trọng. Một đôi giày nếu tồn kho lâu ngày, chỉ có thể bị giảm giá để thanh lý. Cho nên nói, nắm bắt thời cơ thích hợp luôn rất quan trọng. Một đôi giày có người dùng 3 năm vẫn mới, có kẻ đi mấy tháng đã hư. Cho nên nói, gặp người biết trân trọng luôn rất quan trọng. Một đôi giày bất kể cơ sở sản xuất ở đâu, chỉ cần người dùng hài lòng là tốt. Cho nên nói, nhân duyên tốt luôn rất quan trọng. Một đôi giày dù thiết kế hoàn mỹ đến đâu, người dùng cũng sẽ thấy một vài chỗ chưa ưng ý. Cho nên nói, bao dung luôn rất quan trọng. Một đôi giày dù mẫu mã đẹp đến đâu, nếu đi vào đau chân thì cũng thành vô dụng. Cho nên nói, nội hàm luôn rất quan trọng. Một đôi giày dù quý giá đến đâu, nếu không vừa chân thì đâu còn ý nghĩa. Cho nên nói, phù hợp luôn rất quan trọng. Một đôi giày dù được khen ngợi đến đâu, phải đích thân đi thì mới cảm nhận hết. Cho nên nói, trực tiếp trải nghiệm luôn rất quan trọng. Để cuộc sống ý nghĩa hơn. Ở đời có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể tiếp nhận, có một số người quay lưng rồi chỉ có thể buông tay, một vài đoạn đường chọn lựa rồi thì không thể quay đầu. Cuộc sống có những lúc bất lực như thế. Nếu nhìn thông sẽ thấy, có nhiều thứ mất đi mà bình an hơn là có được. Vài niềm đau nhẫn một chút liền qua đi, một số phiền phức nhẫn một chút là có thể giải quyết, một vài lời nói nhẫn một chút thấy không cần tranh luận nữa, một vài tình cảm nhẫn một chút lại không muốn tiếp tục, một vài con người nhẫn một chút không buồn chờ đợi nữa. Người thương thật lòng sẽ muốn cùng nhau đi đến tương lai. Tình cảm chân thành không cần thể hiện mọi lúc mọi nơi, mà lặng im song hành theo năm tháng. Duyên phận tốt đẹp không đến từ những buổi tiệc được sắp đặt sẵn, mà ở lòng kiên định chấp nhận của hai người. Nếu thật sự có duyên, thời gian không gian đều không phải vấn đề. Bằng như đã vô duyên, dù gặp nhau mỗi ngày
cũng không có ý nghĩa. Người ta thường nói, phải đến khi mất đi, chúng ta mới nhận ra mình từng có những gì. Thực tế thì bạn luôn biết những gì mình đang có, chỉ là ngỡ chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ trong cuộc sống, vì mai này nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc khi trở thành hồi ức rồi mới thấy hết sự quý giá. Thông thường khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm. Chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần, không phải vì bạn không xứng đáng, mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Sống đơn giản thì vui vẻ, nhưng đời này người vui vẻ cực ít. Phức tạp quá chỉ khổ tâm, vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy. Rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sau, không chịu quyết đoán. Vậy nên những thứ cần cầm lên thì đừng do dự nữa, những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay. Vì phải kết thúc điều cần kết thúc mới khởi đầu được cái nên khởi đầu. Cuộc sống giống như một cây đàn, phím trắng là vui vẻ, phím đen là đau thương. Nhưng nên nhớ, chỉ khi hai phím trắng đen kết hợp mới thành ra giai điệu. Nếu không thử thách mình bằng những việc khó khăn, bạn không thể trở thành người tiến bộ được. Một người kinh qua nhiều con đường, giải quyết vô số việc phát sinh mới nhanh chóng trưởng thành. Bất luận cuộc sống tầm thường thế nào cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh hoặc oán trách cuộc đời. Thời gian luôn vận chuyển, người đến đi tấp nập trong nhân gian. Đừng đánh mất cơ hội khiến cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa. Để cuộc sống không già nua. Sống đến đâu, học hỏi đến đó. Người thích học hỏi sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, đọc sách đến đó. Người thích đọc sách sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, vận động đến đó. Người thích vận động sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, chăm chỉ đến đó. Người thích sự chăm chỉ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, mơ ước đến đó. Người thích ước mơ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, mỉm cười đến đó. Người thích mỉm cười sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, vui vẻ đến đó. Người thích sự vui vẻ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, yêu thương đến đó. Người có lòng yêu thương sẽ không bao giờ già. Và có những câu châm ngôn, những câu danh ngôn mà chúng ta có thể đã biết rồi. Ví dụ như: khi cuộc đời đưa ta một quả chanh chua, đừng sợ, hãy dùng nó nấu ăn hoặc pha một ly nước chanh mát lạnh. Nếu như bạn đón nhận một việc với suy nghĩ bi quan, chán nản, thì những trắc trở trong cuộc sống của bạn chính là những quả chanh chua. Nhưng một khi bạn đón nhận sự việc đó với tinh thần lạc quan, yêu đời và tâm hồn rộng mở, thì những trắc trở sẽ trở thành ly nước chanh tuyệt vời. Nhăn mặt nếm quả chanh chua hay thích thú thưởng thức ly nước chanh mát lạnh đều do chúng ta lựa chọn. Thời gian có thể giúp chúng ta lớn lên, nhưng chưa chắc khiến cho người ta trưởng thành. Chỉ khi va vấp và đối mặt với những biến cố trong đời, con người ta mới dần khôn lên và hiểu biết nhiều hơn. Người có trí tuệ khi ở một mình sẽ quản thúc tốt cái tâm của mình, xem đó là cơ hội tốt để tự kiểm điểm bản thân. Khi tiếp xúc với người khác, người đó sẽ biết quản tốt cái miệng của mình, xem đó là cơ hội để khiêm tốn học hỏi. Ít nói không là câm nín đâu, cốt là ý nghĩa chẳng nhiều câu. Một lời đem lại nhiều an lạc, hơn cả ngàn muôn rộn ý sầu.
mặn nhạt tại tâm. Thông thường lấy một muỗng muối đổ vào ly, nước sẽ rất mặn. Nhưng một muỗng muối đổ xuống hồ thì không vấn đề gì. Những phiền muộn của chúng ta cũng như muối, còn nước mặn hay nhạt, giống như khổ hay vui, đều phụ thuộc tâm lượng mình lớn hay nhỏ. Hạnh phúc đến từ cảm giác, vui vẻ là từ tâm thái, nhẹ nhàng là do lựa chọn. Sự việc dù đơn giản nhưng suy nghĩ quá sâu, tính toán quá nhiều sẽ trở thành phức tạp, rồi vướng víu tay chân. Ngược lại, sự việc dù phức tạp thế nào, nếu biết xem nhẹ, bớt để tâm, cũng thành ra đơn giản, giải quyết dễ dàng. Cho nên, khi đối diện một số việc, mỉm cười là được, đừng quá nghiêm trọng. Có một vài người nhìn biết là được, không cần bận tâm. Ai thích biểu diễn thì mình vỗ tay, vạch trần cũng không có nghĩa gì. Người đã cho mình đúng thì xem như không thấy, đỡ mất công tranh luận. Bạn là ai không quan trọng, họ là ai cũng vậy thôi. Không thẹn với lòng là được, tùy duyên mà sống mới hay. Trong cuộc đời rất nhiều người, nhiều việc, nhiều phân đoạn tình cảm không nên níu kéo. Cứ mỉm cười tiến về phía trước, cởi mở một chút sẽ học được nhiều thứ, tao nhã một chút sẽ càng tươi đẹp hơn, sáng suốt một chút nụ cười sẽ rạng rỡ, hạnh phúc hơn. Trong cuộc sống, khi chúng ta cảm thấy mất hy vọng và cuộc sống bế tắc, hãy lắng động, mỉm cười và tự nói với chính mình: tôi ơi, hãy thư giãn một chút, đây chỉ là khúc quanh chứ không phải đường cùng. Tất cả những điều mình có trong đời sống này đều là tạm bợ. Nếu được hanh thông, hãy vui hưởng vì nó sẽ chóng qua. Nếu không thuận lợi, đừng lo lắng vì nó sẽ không kéo dài. Đạo đức không phải như bánh xe dự phòng để ta lấy ra làm bình phong khi xã giao bên ngoài. Đạo đức nên luôn như bánh lái để ta đi đúng đường suốt cuộc du hành ngang qua cõi tạm này. Khi người khác giúp ta giải quyết vấn đề nào đó thì hãy cảm ơn, nhưng đừng đặt niềm tin vĩnh viễn vào họ. Để khi họ không thể giải quyết những vấn đề của ta thì ta vẫn có thể tin vào khả năng và sức lực của tự chính mình. Bạn cũ là vàng, bạn mới là kim cương. Nếu ta có kim cương, đừng quên vàng. Vì muốn giữ được kim cương, ta luôn cần vàng để bọc kim cương. Tình bạn như một quyển sách, chỉ cần vài phút để đốt đi, nhưng cần đến vài năm để viết. Sự lo lắng không giúp bạn dẹp bỏ được sự khó khăn ngày mai, nhưng sẽ lấy đi sự bình an hiện tại. Cho nên, hãy sống đơn giản, nói năng nhân hậu và thương yêu chân thành. Chúng ta đều biết, xe hơi có kính trước lớn hơn nhiều so với kính chiếu hậu. Đời người cũng vậy, quá khứ của chúng ta không quan trọng bằng tương lai. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ta cũng nên nhìn vào quá khứ để lấy chút kinh nghiệm, để biết sống trọn vẹn với hôm nay và định hướng được ngày mai, phải không? Và hãy nhớ, khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, vũ trụ sẽ lắng nghe lời cầu nguyện ấy và chuyển năng lượng lành của ta đến người đó. Thế nên, những khi ta cảm thấy bình an, hạnh phúc, hãy nhớ rằng có thể có ai đó trên đời đã cầu nguyện cho ta. Có đôi lúc ta hãy nên nhìn ngắm thế gian này bằng đôi mắt trẻ thơ, để nghe tiếng thương yêu từ sâu thẳm, chỉ cái nhìn nhân thế hết bơ vơ. Tự tại. Tâm ít tham cầu, khổ tự nhiên sẽ giảm đi. Miệng ít nói lời vô nghĩa, họa tự nhiên sẽ giảm đi.
bụng ít ăn đồ độc hại, bệnh tự nhiên sẽ giảm đi. Lòng ít suy nghĩ điều rối rắm, nỗi buồn tự nhiên sẽ giảm đi. Tình thương thì không có nước mắt, hiểu rồi thì không cần nhiều lời. Duyên đến nên trân trọng, duyên hết thì buông tay. Cuộc đời vốn là không, mỉm cười nhìn đời và người, an nhiên ngắm mặt trời mọc rồi lặn, tự tại nhìn hoa nở rồi tàn, thì bụi trần vướng vào đâu, người phiền được chỗ nào. Đôi điều về sức khỏe. Hiện nay rất nhiều người đang tự bào mòn sức khỏe, đốt cháy sinh mệnh mình. Chúng ta thường viện cớ công việc quá bận rộn nên không sinh hoạt điều độ, không chịu khó tập luyện thể dục, không quý trọng bản thân, để sức khỏe đi xuống từ khi còn rất trẻ. Nhiều người phải đợi đến lúc bệnh tình chịu hết nổi mới đi khám sức khỏe, cơ thể có vấn đề hoặc về hưu rồi mới bắt đầu dưỡng sinh. Sức khỏe bất ổn rồi mới biết quý trọng và bảo vệ, liệu còn kịp nữa không? Nếu đang trẻ mà cơ thể đã kiệt quệ, dù tạo ra bao nhiêu tài vật ngoài thân cũng có ích lợi gì? Trên thế gian này, người giàu có thế nào cũng không cách gì mua được sức khỏe, nhiều lắm chỉ có thể xây một nấm mộ đẹp mà thôi. Cho nên hãy chú ý tới sức khỏe ngay từ bây giờ, trước khi quá muộn. Người ta thường nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, phải không? Vậy thì tại sao chúng ta không yêu thương bản thân nhiều hơn, yêu thương cuộc đời nhiều hơn và cười với cuộc đời, với mọi người nhiều hơn? Những lúc thân tâm mệt mỏi, thật khó khăn nở nụ cười. Nhưng nếu nhoẻn môi cười được, hoa lòng khô héo dần tươi. Những lúc đời bạc như vôi, bao thiệt thòi ta gánh chịu, ngày đó nếu biết mỉm cười, xả buông tâm hồn nặng trĩu. Cuộc đời ghét ghen đàm tiếu, đừng sống trong miệng người ta, nhẹ nhàng mỉm cười không nói, ngày tháng chi rồi cũng qua. Ai sống lỗi lầm với ta, mỉm cười lòng thêm độ lượng, biết đây là cõi ta bà, con người ưng gây nghiệp chướng. Những lúc khổ đau vất vưởng, cứ lạc quan một nụ cười. Khi sống tốt theo điều thiện, trời không tuyệt lộ con người. Hãy để tình thương lên ngôi, ngày thêm nồng nàn nghĩa sống, hồn như biển rộng bên đời, nụ cười dưỡng nuôi hy vọng. Vẫn nghèo nếu làm tổng thống, mà luôn túng thiếu nụ cười, khổ đau kia là một chuyện, ai cấm lòng mình vắng vui. Nụ cười điểm tô hạnh phúc, hôm nay bạn đã cười chưa? Hay chăng nụ cười ca diếp còn nguyên dù đã bao mùa? Chấp nhận sự tương đối. Chúng ta ban đầu đến thế giới này là vì không thể không đến, cuối đời rời đi cũng vì không thể không đi, còn đoạn đời ở giữa là tùy mỗi người lựa chọn. Mỗi người có một lối sống riêng, có người xem tiền của, con cháu, ái tình, hơn thua là nguồn sống, có kẻ lấy cảm ơn, vui vẻ, khoan dung, biết đủ làm kim chỉ nam. Do sự lựa chọn khác nhau mà kết quả cuộc đời cũng không ai giống ai. Lúc trẻ có thể muốn rất nhiều thứ, khi nằm trên giường bệnh muốn lo cũng không được, sự lo lắng sẽ chuyển sang bên cạnh. Bạn bè thân thích sợ bị mượn tiền, cha mẹ lo con không qua khỏi, bạn đời sợ phải liên lụy ốm đau, lãnh đạo lo không ai làm việc liền gấp rút tìm người thay thế, bác sĩ sợ bạn không đủ tiền vừa kê toa thuốc vừa nhắc nhở viện phí. Lúc này có khó chịu hay kiêu kỳ
cũng không làm gì được. Cho nên khi còn khỏe mạnh, nhất định phải biết chăm sóc bản thân, tranh thủ sống cuộc đời mình mong muốn. Ai ở đời cũng không dễ dàng gì, ngọt bùi cay đắng buồn vui có đủ. Có thể biến cuộc đời đau khổ thành lãng mạn, chuyển thế gian bạc bẽo thành những mối thâm tình thì mới gọi là bản lĩnh. Vì thế gian này đâu có gì là hoàn mỹ. Mặt trời đứng bóng liền ngã về phía tây, mặt trăng vừa tròn là chuyển khuyết. Cho nên cảnh tươi đẹp nhất vẫn là khi hoa chưa nở tròn, trăng chưa tròn vành. Cảm giác thiếu một chút mới trở thành vĩnh hằng, không hoàn mỹ mới gọi là nhân thế. Biết chấp nhận thì không gì trở thành vấn đề. Như người biết cúi đầu thì không va vào khung cửa, chịu nhường đường mới khỏi phải bon chen. Lòng cầu thì sẽ nhanh tiến bộ, tâm biết đủ luôn hạnh phúc tròn đầy. Trong cuộc sống này, sự thành thật, sự lương thiện luôn luôn là một điều tối cần thiết cho mỗi người chúng ta. Sự lương thiện là vầng trăng sáng nơi tâm hồn mỗi người. Vầng trăng thiện lương có thể chiếu sáng bầu trời tinh thần, cảm hóa và thay đổi tâm hồn tất cả những ai đi dưới ánh sáng của nó. Thiện niệm là một hạt giống, thiện tâm là một bông hoa, thiện hạnh là một trái ngọt. Mỗi người sinh ra đều mang theo hạt giống thiện lương. Nếu hạt giống ấy được chăm sóc, tưới tẩm mỗi ngày thì sẽ có thể trở thành một cây xanh to lớn. Nhưng cũng có người làm mất hạt giống này, vì vậy mà dần thành người lạnh lẽo, thờ ơ. Lại có người làm bẩn hạt giống đó, vì vậy mà dần thành người nhẫn tâm, tàn ác. Không có người nào chẳng cần lương thiện, cũng chẳng có ai là không thể được cảm hóa bởi lòng thiện lương của con người. Ngay cả những trái tim cứng như sắt thép, lạnh lùng như băng, thì một lúc nào đó cũng sẽ vì một chút thiện lương mà trở nên mềm mại, ấm nóng. Hành thiện chẳng phải là gửi tiền trong ngân hàng. Người thiện thực sự không quan tâm tới tiền lời, tiền lãi. Cảnh giới cao nhất của lương thiện là không để ý tới kết quả và sự báo đáp cho những việc thiện của mình. Thường soi bóng bên dòng sông tâm niệm, nếu ta cười, ảnh hiện nụ cười ta. Cùng thế ấy, luôn sống đời hướng thiện, vững tin mai hạnh phúc lại trao quả. Trong cái xã hội mà ngày nay, người ta ai nấy cũng đều chạy trong cái cuồng quay công việc, cơm áo gạo tiền, thì không biết là mọi người có nhận ra những nghịch lý ngày hôm nay hay không? Thời buổi này, người ta có nhà cao cửa lớn, nhưng gia đình thì bé lại hơn xưa. Lắm bạc tiền, nhưng tất cả chạy đua, chung mái ấm mà bơ vơ tội nghiệp. Thời buổi này, sống xã giao bạc thiệp, miệng nói cười, lòng ngập những mưu toan. Thật khó biết ai là đá, là vàng. Niềm tin trưởng thành, món hàng xa xỉ. Thời buổi này, ăn nhanh, tiêu hóa chậm. Biết tận chân trời, nhưng chẳng biết chung quanh. Nhà ngói nhiều hơn những nhà tranh. Sao tất bật, loài người như robot. Thời buổi này, kiến thức nhiều mà hành vi dại dột. Thành công bề ngoài mà thất bại bề trong. Sống tiện nghi nhưng vật chất quay mộng. iPhone mất kể như mù đôi mắt. Thời buổi này, cái được nhiều hơn mất. Cái mất chính là đạo đức đã đi chơi. Xác thân to, lòng teo tóp lại rồi. Nhìn thống khổ, bao hững hờ vô cảm. Thời buổi này, lượng nhiều mà phẩm giảm. Kiếm sống nhiều mà cuộc sống chẳng là bao.
và yêu cuồng sống vội kiểu phong trào, người hóa kiếp thiêu thân thời hiện đại. Nhiều nghịch lý nói thêm càng tê tái, văn minh này đã đích thực văn minh. Xin nguyện cầu cho thức tỉnh hồi sinh, rời bỏ những hư vinh mà sống thật. Sống vô nghĩa nếu cuồng quay tất bật, hạnh phúc đời người đích thực có bình an. Tất cả cũng tàn phai, chỉ tình thương ở lại. Những gì trao hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi. Trong cuộc sống này, có bao giờ chúng ta lâm vào hoàn cảnh có quá nhiều cơ hội trước mắt để chúng ta có thể lựa chọn? Và con người mà, ai cũng muốn mình thập toàn thập mỹ, cho nên cũng muốn những lựa chọn thập toàn thập mỹ để xứng với bản thân mình, muốn được là cái tốt nhất và muốn được chọn cái tốt nhất. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện sau đây. Ngày nọ, anh sinh viên trẻ tuổi và một người thầy già cùng trao đổi về sự hoàn hảo. Anh sinh viên say sưa nói về khát khao kiếm tìm sự hoàn hảo. Người thầy chăm chú lắng nghe rồi nhẹ nhàng cất tiếng: "Thầy có thể đề nghị em làm một việc được không?" "Dạ, con rất sẵn lòng." "Phía trước mặt chúng ta là sân cỏ. Em có thể ngắt cho thầy một lá cỏ em cho là đẹp nhất và hoàn hảo nhất không? Với điều kiện là em chỉ được đi thẳng về phía trước để chọn lá cỏ, không được bước lùi lại." Anh sinh viên đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm lá cỏ hoàn hảo nhất. Ngay từ bước chân đầu tiên vào sân cỏ, anh đã nhìn xuống và đã thấy một lá cỏ xanh mướt. Anh toàn đưa tay định ngắt nó thì lại thôi, vì anh vừa phóng tầm mắt ra phía trước và thấy nhiều lá cỏ đẹp hơn nó nhiều. Anh bắt đầu bước tiếp bước chân thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư. Nhưng cũng như những lần trước, khi định ngắt lá cỏ dưới chân thì anh lại thấy những lá cỏ khác ở phía trước trông đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Cứ thế, anh rảo bước tìm kiếm một lá cỏ thật hoàn hảo. Nhưng anh có biết đâu rằng vì mãi mê tìm kiếm mà đã đi đến phía bên kia khoảng sân lúc nào không hay. Ở bước chân cuối cùng ấy, với một khoảnh cỏ nhỏ nhoi trước mặt, anh đành ngắt lá cỏ đẹp nhất trong đó và quay lại nơi người thầy đang đứng đợi. Gương mặt anh không còn hào hứng như lúc đầu, có lẽ vì anh đã hiểu ý nghĩa việc mình vừa làm. Anh lặng lẽ đưa cho người thầy lá cỏ. Cầm lá cỏ trên tay, người thầy mỉm cười hiền hòa, bảo anh ngồi xuống và nhẹ nhàng nói: "Thế đấy em ạ. Nếu em biết bằng lòng và không mãi tìm kiếm, hẳn em đã có được lá cỏ hoàn hảo hơn lá cỏ này rồi. Nhiều người trong đời cũng vậy, vì mãi lựa chọn nên đánh mất những cơ hội tuyệt vời, để rồi sau đó tiếc nuối. Hãy suy nghĩ về câu chuyện ngày hôm nay em nhé." Hạnh phúc đâu phải chỉ là luôn luôn có được thứ ta muốn tìm, là biết trân quý giữ gìn những gì hiện hữu bên mình hôm nay. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng vì sao con người ta lại sinh ra ở cõi phàm trần? Vì sao thế gian lại có nhiều chuyện đau khổ như vậy? Khi chúng ta nói về khổ đau, đa phần người ta rất dễ đồng ý. Nhưng khi nói đến nguyên nhân của đau khổ, ngay cả người Phật tử đôi khi cũng khó có được sự nhất quán. Cái gì là nguyên nhân của đau khổ? Đạo Phật nhận định rằng cuộc đời là bể khổ. Nhận định như vậy, có phải Đạo Phật chủ trương bi quan yếm thế, thụ động chấp nhận định mệnh có sẵn, chấp nhận số phận đã an bài, chấp nhận những cảnh khổ đau của cuộc đời? Đạo Phật có dừng lại ở nhận định như vậy, hay Đạo Phật có dạy chúng ta phương pháp làm sao cho đời bớt khổ, làm sao cho đời hết khổ?
Thực ra đây mới chính là mục đích cứu cánh của Đạo Phật dạy. Đó là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử và các bạn xung quanh câu chuyện nguồn gốc của khổ đau, mất mát trong cuộc đời mỗi con người. Trong các buổi lễ, chúng ta thành kính cảm niệm ghi ân Đức Phật Thích Ca đã tìm ra con đường cứu khổ nhân loại. Chúng ta thường phát nguyện như sau: chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Sống trên thế giới ta bà khổ này, một mặt chúng ta cầu nguyện xin Đức Phật từ bi cứu khổ, mặt khác tích cực hơn, chúng ta phát nguyện theo Đức Phật để học hiểu và thực hành theo những lời dạy vô cùng quý báu của Ngài, để đạt được mục đích cứu cánh là giác ngộ và giải thoát. Hay ít ra là ngay trong đời này, chúng ta cũng tạo dựng cho mình cho đời một cuộc sống an lạc và hạnh phúc trên thế gian phiền não và khổ đau này. Có một vị thiền sư tuổi đã cao, sống cùng một người đồ đệ, lúc nào cũng than phiền về cuộc sống. Vào một buổi sáng, thiền sư sai đồ đệ của mình đi lấy muối. Khi cậu mang muối về một cách miễn cưỡng, người bảo thiếp, cậu hãy đổ muối vào cốc nước và uống cạn, rồi nói mùi vị của nó như thế nào. Người đồ đệ làm theo và thốt lên, nhăn mặt, thực sự rất mặn chát. Thiền sư mỉm cười, rồi bảo cậu hãy mang một nắm muối đi theo mình. Khi đến bên một hồ nước, ông bảo cậu hãy đổ muối vào hồ nước và nói, bây giờ con nếm thử xem, và cho ta biết vị của nước trong hồ như thế nào. Đồ đệ làm theo, lần này cậu đáp, thưa thầy, nước mát và ngọt lắm. Thiền sư hỏi tiếp, con có thấy nước mặn không? Đồ đệ lắc đầu, dạ không ạ. Thiền sư ôn tồn giải thích, đồ đệ của ta, đau khổ trong cuộc đời cũng giống như nắm muối này. Chỉ có một lượng nhất định mà thôi, không nhiều hơn cũng không ít đi, và sức chứa của lòng ta sẽ quyết định mức độ đau khổ. Ê, cho nên, nếu con cảm thấy đau khổ, hãy mở rộng tấm lòng như một hồ nước, con sẽ thấy nhẹ nhõm. Bằng không, nếu nhỏ bé như một cốc nước, con sẽ chỉ thấy khổ đau. Con người sinh ra bởi tiếng khóc, nó như lời cảnh báo của sự khổ đau. Ông trời rất công bằng, mỗi người sinh ra dù giàu hay nghèo, tất thảy đều phải nếm trải đắng cay trong đời. Muốn hết khổ, đừng dựa vào trời đất, đừng than thân trách phận, mà chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Người sống trên đời, dù bị vùi dập đến mức nào, cũng không thể mất hết lòng tự trọng. Dù cho bất công thế nào, cũng phải biết điểm dừng và học cách chấp nhận. Dù có nghiệt ngã ra sao, cũng phải học cách khoan dung. Phật không khuyến khích con người có lòng khoan dung, mà đó là trách nhiệm của chúng ta. Mở rộng tâm trí sẽ bình an tự tại. Chúng ta thường nghe người đời than thở, trời ơi, tại sao tôi khổ quá vậy? Làm sao cho tôi hết khổ nè, trời ơi! Người đời thường kêu trời than khổ vì đủ thứ chuyện. Vì nghèo khó, vì bệnh tật, vì thất nghiệp, vì thất tình. Tuy nhiên, cũng có không ít người giàu có, khỏe mạnh, có sự nghiệp, có tình yêu, nhưng vẫn kêu khổ, khổ ơi là khổ. Người già than khổ, người trẻ cũng than khổ, người ngu dốt than khổ, người thông minh cũng than khổ. Già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu, ai ai sống ở đời, mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Trên cuộc đời này, nói chung, chúng ta có hai thứ khổ: khổ về vật chất và khổ về tinh thần. Khổ về vật chất chẳng hạn như nghèo khó, bệnh tật, thất nghiệp thì có thể giải quyết được bằng cách này hay là cách khác trong một thời gian nào đó. Thí dụ như để giải quyết chuyện nghèo khó, chúng ta phải làm việc cần cù hơn, biết tiết kiệm hơn trong một thời gian. Để giải quyết chuyện bệnh tật, chúng ta phải biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng, phải đi bác sĩ khám định kỳ, dùng thuốc men đúng liều lượng chỉ dẫn, ăn ngủ điều độ, tập thể dục thường ngày.
Để giải quyết chuyện thất nghiệp, chúng ta phải biết cách giữ gìn công ăn việc làm, siêng năng chăm chỉ, cải tiến nghiệp vụ cá nhân, gia tăng sản xuất. Cái vấn đề nan giải chính là cái khổ về mặt tinh thần. Chúng ta hãy thử tìm hiểu nguồn gốc của cái khổ về mặt tinh thần này để tích cực tìm cách tạo dựng cho chúng ta một cuộc sống an lạc và hạnh phúc ngay tại thế gian hiện đời. Còn chuyện thiên đàng thế giới cực lạc là chuyện của đời sau. Tại sao chúng ta lại phí phạm đời sống quý giá hiện hữu, chỉ tiêu cực chờ đợi hưởng phúc trên thiên đàng hay trên biển cực lạc ở kiếp sau mà thôi? Mà có chắc gì chúng ta được lên thiên đàng, được giảng sinh Tây Phương? Chúng ta hãy tỉnh thức ngay kẻo muộn, đừng có nằm mơ nữa. Hạnh phúc đâu có dễ tìm từ bên ngoài như vậy được. Thực sự, hạnh phúc ngay ở trong tầm tay của chúng ta, ở ngay trước mặt của chúng ta mà chúng ta không nhận thấy đó thôi. Lại mất công chạy đông chạy tây, tìm thầy tìm thuốc để mưu cầu hạnh phúc. Hạnh phúc là do chính chúng ta có biết cách xây dựng và gìn giữ hay không. Nhờ giáo lý của Đạo Phật, chúng ta sẽ tự tìm được nguyên nhân gây ra phiền não và khổ đau, biết cách tu tập để tiêu diệt hết phiền não và khổ đau, tức là chúng ta tìm được an lạc và hạnh phúc vậy. Nguồn gốc của sự đau khổ về mặt tinh thần chính là lòng cố chấp của chúng ta. Trong Kinh Viên Giác, Đức Phật có dạy: có người vì vô minh cho nên có hai thứ chấp ngã và chấp pháp. Đó là hai nguyên nhân chính gây ra phiền não và khổ đau của cuộc đời. Khi nào hiểu được một cách rõ ràng và phá trừ được hai nguyên nhân chính gây ra khổ đau về mặt tinh thần này, chúng ta sẽ tìm được an lạc và hạnh phúc thực sự trong cuộc sống hiện tại vậy. Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu thế nào là chấp ngã. Chấp ngã có nghĩa là chúng ta chấp cái thân giả tạm và cái tâm vô thường của chúng ta, lại cho là thực, lại tưởng chính là mình, cho nên mới phiền não và khổ đau. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, thân và tâm gọi chung là ngũ uẩn, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói về cái sắc thân này của chúng ta, tức là cái thân xác, lúc mới sinh ra đời chỉ có vài ký lô thôi, nhưng bây giờ thì cân nặng đến mấy chục ký lô, chỉ do các chất đất, nước, gió, lửa tạo nên mà thôi. Chất đất là những thứ cứng trong thân người như tóc, lông, răng, móng, xương, thịt. Khi còn sống, chúng ta mượn những thứ từ đất mà ra để bồi bổ cái thân này hàng ngày như cơm, gạo, bánh mì, trái cây. Đến khi chết, những thứ này trở về với đất. Chất nước là những thứ lỏng trong thân người như máu, mủ, nước miếng. Khi còn sống, chúng ta mượn những thứ từ nước mà ra để bồi bổ cái thân này hàng ngày như canh, sữa, nước giải khát. Đến khi chết đi, những thứ này trở về với nước. Chất gió là những thứ hơi trong thân người. Khi còn sống, chúng ta mượn những thứ từ không khí, thở ra, thở vô để bồi bổ cái thân này hàng ngày. Đến khi chết, những thứ này trở về với không khí. Chất lửa là những thứ ấm trong thân người. Khi còn sống, chúng ta mượn những thứ sinh nhiệt để bồi bổ cái thân này hàng ngày như gừng, chất đạm. Đến khi chết đi, những thứ này trở về với hư không. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ chẳng yên. Hơn thua hai điều bỏ, giấc ngủ được an lành. Làm được như vậy, chúng ta khỏe re. Chú khổ vào thân là tự chúng ta mà thôi. Không ai làm cho chúng ta đau khổ và phiền não được nếu chúng ta không muốn tiếp nhận sự phiền não và đau khổ đó. Thí dụ như người ta đưa lửa phiền não đến, nếu chúng ta không đưa thân tâm mình ra đón nhận thì lửa đó chẳng có tác dụng gì cả. Chẳng hạn như cùng một món ăn, lúc mới bắt đầu ăn gì đói bụng, chính mình khen ngon, ngon đảo ngon để, đến lúc no rồi thì lại thấy dở, hết còn ngon miệng. Cùng một món trái cây như sầu riêng, một món ăn như khô mắm chẳng hạn, người thì khen ngon thơm quá xá, thấy là phát thèm. Người thì chê hôi thối, khó nuốt khó ngửi, tất nhiên sinh ra tranh cãi phiền não, đưa đến khổ đau.
Như vậy tâm thức hay các vọng niệm, vọng thức đó chính là nguồn gốc của sự khổ đau vậy. Có câu chuyện hai anh chàng vào rừng kiếm củi. Cả hai mỗi người bó được một gánh củi đem về. Trên đường về, hai anh chàng gặp được quế. Anh thứ nhất bỏ củi, gánh quế đem về, vì biết quế có giá trị hơn, bán được nhiều tiền hơn. Anh thứ hai tuy cũng biết như vậy, nhưng mà chấp chặt cái công gánh củi từ nãy đến giờ, không chịu thay đổi. Trên thực tế, lắm khi chúng ta biết là đi sai đường, làm sai việc, nói lỡ lời, suy nghĩ tầm bậy. Nhưng đã lỡ rồi cho nó lỡ luôn, sửa lại thì quê quá. Xin lỗi thì chạm tự ái quá, mất mặt quá, nhất định là không được. Tới đâu thì tới, việc gì phải ngán ai chứ? Lòng cố chấp nặng nề như vậy thường dẫn chúng ta đến chỗ đấu tranh bằng lời, đấu tranh bằng võ lực, tất nhiên dẫn đến khổ đau. Những người có thêm một chút học thức, lòng cố chấp càng tăng thêm một chút. Họ ít khi chịu thấy sự thật, ít khi chịu nhận lỗi lầm, ít khi chịu nhường bước người khác. Trong kinh sách gọi đó là sở tri chứng, nghĩa là cái sở tri, cái kiến thức, sự hiểu biết đã có từ bấy lâu nay thường làm chướng ngại, ngăn cản, cản trở chúng ta nhận ra lẽ phải, nhận ra chân lý. Chân lý không lệ thuộc tôn giáo nào, giai cấp nào, dân tộc nào, quốc gia nào, thế lực nào, thời đại nào, không gian nào. Chân lý bất tùy phân biệt chính là nghĩa đó vậy. Sự khổ đau trong các gia đình thường là do sự chấp chặt giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ thì nhất định phải như vậy, và như vậy thì mới đúng, khác đi là không được. Con cái thì nhất định phải như vậy, và như vậy thì mới được, khác đi là không đúng. Những gia đình như thế và như thế nhất định không thể có hạnh phúc được. Chúng ta thường than phiền con cái thời nay khó dạy quá. Thực ra con cái đời nào cũng vậy thôi. Chỉ có chúng ta biết cách nào dạy con cái và biết cách nào dạy chính mình hay không mà thôi. Hai thế hệ khác nhau, tất nhiên có những khác biệt trong lề lối suy nghĩ và hành động. Nếu biết thông cảm, dung hòa, tha thứ, hiểu biết thì vui vẻ hạnh phúc. Còn trái lại, nếu cố chấp bảo thủ ý kiến thì phiền não và khổ đau. Rõ ràng là như vậy. Tệ hơn nữa là người lớn nghe lời xúi dạy của con cái, làm những chuyện lợi mình hại người, gây nên tội báo, nghiệp báo. Chúng ta hãy suy gẫm câu chuyện về một ông trưởng giả có 4 bà vợ. Ông trưởng giả thương nhất là cô vợ bé, nên đi đâu ông cũng mang theo, không bao giờ thiếu vắng, nhất định chặt không đứt, bước không rời. Ông vẫn thương bà vợ thứ 3 nhiều lắm, nên đi đâu ông cũng thường mang theo, tuy cũng có lúc quên. Ông vẫn còn thương bà vợ thứ 2, cho nên thỉnh thoảng nếu nhớ, ông đem ra khoe cho vui. Ông dường như quên lửng bà vợ cả, một thời đầu óc tai gối mặn nồng xưa kia. Suốt ngày ông chỉ bận bịu với 3 bà vợ kia mà thôi. Đến lúc sắp phải đi theo tổ tiên, ông bèn kêu các bà vợ đến bên giường bệnh và hỏi xem có bà vợ nào muốn đi theo ông hay không. Cô vợ bé trả lời: "Dù khi còn sống, ông cưng chiều săn sóc tôi hết mức, chăm lo hằng ngày cũng như đêm, không thiếu thứ gì cả. Nhưng ông có ra đi thì ra đi một mình. Khi ông hết thở tôi sẽ bỏ ông tức khắc, không thể đi theo ông được đâu." Bà vợ thứ 3 trả lời: "Khi ông hết thở, tôi sẽ phải qua tay người khác, không thể nào tránh được đâu. Tôi không muốn cũng không được." Bà vợ thứ 2 trả lời: "Tôi sẽ theo ông tới nấm mồ thôi, không thể theo xa hơn được. Không thể nào theo ông mãi mãi được đâu. Ông đi một mình đi." Tới phiên bà vợ cả, bà từ tốn trả lời: "Ông đừng có lo. Dù ông có quan tâm đến tôi hay không, dù ông có muốn hay không, đã là vợ chồng với nhau, lúc nào, đời nào, kiếp nào, ông đi đến đâu, tôi sẽ theo ông tới đó, như bóng với hình vậy." Câu chuyện trên ngụ ý rằng, khi ông trưởng giả hết thở ra đi, trước nhất, ông bỏ lại cô vợ bé nhí, chính là cái thân tứ đại mấy chục người khiêng của ông, mà lúc nào ông chẳng mang theo khi còn sống. Kể đó,
ông bỏ lại là bà vợ thứ ba chính là tiền bạc của cải, phải sang tay người khác ngay. Bà vợ thứ hai chính là danh vọng chức tước, chỉ có thể theo ông trưởng giả tới nấm mộ, được nhắc lại trong các điếu văn của bằng hữu và được ghi khắc trên mộ bia của ông bà thôi. Còn bà vợ cả chính là nghiệp báo, do ông trưởng giả đã hành động, đã nói năng, đã suy nghĩ, từ thân khẩu ý của chính ông khi còn sinh tiền, sẽ theo ông mãi mãi, và dẫn dắt ông tái sinh vào cõi lành hay cõi dữ, tùy theo ông trưởng giả đã làm lành hay dữ khi còn sinh tiền. Chứ không có đấng nào, không có thần linh nào, không có ai cứu rỗi hay trừng phạt ông trưởng giả cả. Tự ông làm, chính ông hưởng, hay tự ông làm, ông gánh chịu mà thôi. Khi còn sinh tiền, con người chỉ biết lo săn sóc cưng chiều cung phụng tấm thân tứ đại cho đầy đủ, sung túc, lo kiếm tiền bạc cho thiệt nhiều. Có tiền rồi thì dùng tiền kiếm tí danh địa vị, dù chỉ là danh hảo cũng được. Chứ ít có người biết quan tâm đến nghiệp báo, ít có người biết lo tu tâm dưỡng tính, lo dừng nghiệp và chuyển nghiệp, lo tu nhân tích phúc, lo làm việc phúc thiện để dành phúc báo cho mai sau.